mọi nguồn nước nó không giống nhau. Mỹ cái gì trung lập lớn, cái gì mà cũng giúp mình. Hôm nay sáng tại giờ sáng ta vô ra luôn ha. Tí chút nữa là mình đợi bộ mình để xe đây gọi gọi luôn. Con thấy cái quán uống là ở đâu phao học mọi mọi thứ tư á, mùa hè nó hay đóng lại đặt mình đi á. Này buổi sáng ở đây buổi sáng mấy giờ? Thường ở đây 9 giờ cũng được. Pháp là Pháp không ăn phải đúng giờ chứ, 12 giờ mới ăn luôn. Trời ơi, tới cuối tuần đông lắm luôn.